chấp ngăn tù. Trước tiên là tôi xin chào tất cả những người đồng tình với tôi và những người không đồng tình với tôi. Tôi là vậy đây. Ngày hôm qua tôi rất là bức xúc vì tôi nói không được nghe rõ ràng. Tôi mở mạng lên, tôi coi thì tôi thấy ông Đào Minh Minh Quân cũng đang thuyết diễn thuyết cho những người ta nghe đó. Tôi nghe, tôi để con tí thôi, tôi không thích nghe nữa. Ổng ôi mà xem ổng giàu có gì, ổng là người tỷ phú gì đó, ổng theo người trời Phật cho ổng cái đầu ổng vào chuyện gì. Ôi trời ơi, nhưng mà có tôi không thích nghe nữa ha. Nhưng một điều đó ha, tôi ha, hỏi rằng á, từ ông Đào Minh Quân và các đồng minh của ổng đó, theo những người mà ủng hộ ổng á, thì bầu cử ổng là thủ tướng, cái chuyện đó rồi tụi mới rồi đó, theo còn á hả, ổng thủ tướng một không đó, đó là chưa rồi, ổng tôi không cần biết ổng là sĩ quan hay là tướng hay gì, trước là ổng là một người trung quý, theo nhưng bây giờ người ta tôn sùng ổng lên, nhưng mà phát súng nổ rồi. Vào thế hệ 2, thế hệ 3 đi, vì bên đất Mỹ này vẫn có nhân tài như là khoa học gia và có tướng. Nhưng mà thế hệ sau này rồi, có những đứa trẻ qua bên này, hồi mình lúc nó còn bé, và có những đứa trẻ nó sẽ đẻ bên đây. Thấy không? Có tướng chứ hay không có tướng, nhưng mà với ổng thì không có tướng gì hết. Không, ai chấp nhận ổng ở bên có, tôi không phải không có, nhưng mà riêng ổng không có, ổng chỉ vô lo để mà về lấy cái nước thanh bình của người ta, người ta cái cuộc sống người ta ở bên đó. Không, tôi á thì tôi đi trước, tự gì á tôi đi trước thì á ổng là trung quý trung quý đúng rồi, thủ đức gì đó. Không, thì ổng ở lại đi, ổng chiến thắng đi cho tôi trở về. Cuối cùng rồi á, dầu tôi người đi trước hay người đi sau, tôi cũng là kẻ lưu vong. Rồi hô hào lên những người đảng cộng sản lên đó, theo hành hạ dân gì nghe nói nha, tôi sợ quá đi. Không, tôi sợ, tôi rất là sợ lắm. Thế là 46 năm nay tôi chưa về Việt Nam, tôi nghe tôi khiếp quá đi. Sao? Nói mà không nhìn, tao miệng vô lo. Rồi, ổng muốn hả? Ổng muốn đi về để mà tàn phá ở người Việt Nam bên đó. À đi, em đi về nhà đó, đi về nhà nhau á, thì ổng chờ đi. Rồi con cháu ổng được sao nè, nó có quyền làm tổng thống Mỹ. Ông nuôi nó đi và đem nước, đem cái quân nó ha, mà đi qua quánh Tàu đó. Nhớ một điều đi, nếu mà muốn thù như vậy đó, thấy không, thì ông thù á 100 năm đế quốc Pháp và 1000 năm Tàu. Cứ lấy nước Mỹ này nè, đứng Mỹ đi, thắng đi, và con cái làm tổng thống đi, sắc quân ngồi đâu đứng đi. Con thì chờ đi. Không, đó, có câu hỏi mà. Bây giờ người ta đã thấy mình biết cái sống cái hiện tại mình bây giờ đi. Không, mình vui cuộc sống của mình rồi. Tôi cũng cầu qua con heo, cho ổng heo sống đời đời kiếp kiếp gì đó. Và tôi cũng ráng sống để mà chờ cho ổng nha. Lấy được cái nước Việt Nam trở lại. Không, cho ổng chống đảng cộng sản gì đó, cho tôi được về quê hương.
không có có thấu hiểu. Tôi cũng có con và ông có con thôi. Tôi cũng không biết ông có con, tôi không biết, nhưng mà con tôi khi tôi dạy nó, tôi nói dầu gì con không làm, con nhớ một điều, mẹ vẫn là người Việt Nam và còn những cô chú bác gì á còn ở Việt Nam. Tại vì khi mà nó có đi lính nữa đó, giữa Việt Nam và Mỹ có gia chọn nhau, tôi cũng muốn con tôi nó phải đi qua bên đó để mà nó tàn sát cái người ở bên Việt Nam. Dầu gì chứ nữa tôi cũng là người Việt Nam, tôi từ ở bên đó, tôi từ cái đất đó, tôi sống ở trên đất đó mà to như Việt Nam, tôi ra xứ người, tôi không muốn con tôi nó làm những gì như vậy. Tôi không giải con tôi ra như vậy, tôi có bốn đứa con, tôi phải nói cho nó khi nào á tôi chết thì nó làm gì thì tôi không biết, nhưng mà tôi còn sống mà không bao giờ không còn là giàu có hoặc tỷ á, ông đi giúp người đi ở bên Mỹ này nhá, ông có quyền phá tài sản, mà phá tài sản phải phá tài sản nghèo đấy nhá, không dân anh với từ Mỹ bên đây phá tài sản giữ tiền lại cũng có vậy, nhưng mà không có phá sản. Và khi anh mở một cái tiệm gì anh bán trong vòng 3 năm anh khai lỗ, anh giữ tiền lại anh khai lỗ và khai tài sản, anh có khai mất phá tài sản luôn, ba lần được hết á. Rồi con tiền đó heo, rồi thảy ra rồi gửi về Việt Nam heo, rồi để cho những cái con mà khi mà không hiểu biết gì hết, chiếc chè không cắt bưởi nó là phước á, nó mặc nó dừng lại đi, nó đừng có chiếc chè nó chiếc chè như con tép gì đâu, nó quay nó học đại học. Nó khoe nó cái miệng nó tươi à, mà trong khi nó chửi người dân Việt Nam luôn. Nó con quá thì những cái gì mà nó ủng hộ đó, người ta bóc nó đi, bóc nó qua bên cái nước nào đó, cái người nào mà nó làm việc cho họ đó. Tôi mong rằng mấy ông đó dừng lại đi, nó đừng chiếc kè thì lưỡi nó không có đó, nó không có giết. Các lưỡi khỏi nói chơi à, khô môi khó bỏ lên không, rồi còn không có ngày á thì thôi, muốn tranh đấu ấy dừng lại đi, tranh đấu á chờ cái đời thế hệ ba thế hệ hai gì đó, con cháu của mấy người đó theo, rồi lúc đó nè còn có ngon nữa, lấy nước Mỹ đi, mình làm một cái nước Mỹ luôn đi, lấy đi làm tổng thống Mỹ luôn đi. Khách cái quân đó mà đi đánh từ tàu từ những khách mà dùng nước khác, vậy mình mới ngon đó. Tôi cái Việt Nam nhỏ bé đó, mình đã đánh không lợi rồi, mình đã bỏ đi chạy rồi, mà bây giờ còn về rồi phá để mà xào pháo trong cái nước người ta đang yên ổn. Hồi lúc tôi ở đó, ở bên Việt Nam á, tôi có đạt được cái chính phủ Việt Nam cho tôi một đồng nào không? Nhưng mà bây giờ ở bên Việt Nam người ta có, người ta vừa có người ta giúp với cái khả năng của người ta, đứa trẻ khuyết tật được 400-450 ngàn, người giữ được 300 ngàn, có cho bằng không? Hồi đó có không? Không có. Rồi những cái này nọ kia tự gì từ từ là người ta đâu xây dựng lại từng bước thì mình để người ta yên đi, 40 mấy năm rồi đừng lẽ rồi những người đó họ không tham nhũng hả? Tôi nói thiệt, nếu á sao Việt Nam Cộng Hòa mà không tham nhũng thì tôi không có bước chân lên đất Mỹ này trước khi họ qua bên đây đâu. Tôi nói một câu như vậy đó, nếu không có tham nhũng
kiến này cũng có chứ mình đừng nói không. Tại vì cái thói quen rồi, không? Những người đó gian manh, họ từng gian manh là quen rồi, nhưng họ không có biết dừng bước. Chính các bạn thân tôi nè, tôi cũng bắt cóc làm giao. Mấy người suy nghĩ là đi, mấy người có đóng thế đủ không? Tôi nước Mỹ này ra nó sẽ suy sụp. Nếu mà những người mà còn những người như vậy nữa sẽ suy sụp. Tôi cũng có trong thành phần đó đó. Nhưng mà phá sản được thì chưa? Tôi cũng trốn thuế đó. Cái thuế nó vào đâu? Về đường xá, nhà thương này nọ kia, có đất Mỹ này. Những cái gì nè, tự lực tự lan của chính phủ đó. Hỏi chứng lại mấy bản thân của mấy người đó có là không? Tự xử đi. Mình xử đi, mình xử quân trước đi rồi mình hãy nói người ta. Tôi nhận tôi có nè. Có được 3 đồng tiền quăng ra để thấy phá quậy cái chỗ yên tĩnh của người ta. Ngoài ơi nước Mỹ đó, chờ đi, cơ hội đó sao? Quý vị sẽ có con cháu, quý vị sẽ được làm tổng thống. Chứ hay không được đâu. Rồi lúc đó đi, chủ quyền một cái đất nước của nước Mỹ này đi, rồi phát quân muốn đánh đâu ta đánh. Nhưng mà bên đây hả, có được có nhân tài. Là chỉ có một bà đó là khoa học gia có em đi có tướng bên đây là cái lớp sau này nè có tướng đó là hoàng có bác sĩ có nhưng mà bác sĩ rồi cũng lương lẹo chính phủ à trong khi người ta có Medicare vô hả cứ ghi người ta đi một lần ghi 10 lần để lấy tiền của chính phủ. Tôi nói cũng vẫn là gian manh là qua tới nước rồi này vẫn có thôi. Tôi không dám là hoàn toàn mà gom hết lời. Nhưng mà tôi có cũng có thành phần trong đó có. Vì tôi biết nữa chứ lại không có. Còn đúng ở và đúng tại chỗ đó hả? Xin lỗi anh đi, có tiền thảy vô vẫn có quốc tịch Mỹ như thường. Khỏi cần đi thi. Không biết lái xe, lấy vẫn có bằng lái. Không, nhưng mà tôi yêu cầu á, mấy người đâu, kiên tịnh nhìn đi. Không, tôi xin lấy người. Để người ta yên đi. Mấy đừng có làm nhộn lên phiền cho người ta lắm. Mấy người thì nghĩ lại á, thân của mấy người đi không? Sắp xuống ổ rồi. Còn mấy người có làm mà thủ tướng tổng thống rồi á rồi xúi một người này con kia đó thì chờ tiếp sau đi rồi tiếp sau là tôi sẽ đi đến như là gặp với mấy người ở vùng năm chiến thuật đó rồi tôi sẽ bầu cho mấy người thì tôi có những lời như vậy đó theo tôi yêu cầu còn hơn dừng lại dừng đi có vậy thôi. Còn lúc đó có lấy nước Việt Nam lấy lại đi, cho tôi về bên đó, tự mấy người nói Cộng sản tàn ác của mấy ông. Cộng sản nói gì hà hiếp dân lắm. Thành ra tôi nghe tôi thiếp qua đi, tôi kêu có về. Thì làm gì làm lại lại đi, không cho tôi về. 40 mấy năm rồi. Tôi về trước khi một lần thôi, trước khi tôi chết phải không? Chứ đừng có mai thập thò, bữa này mốt, bữa thập thò, bữa kia. Quấy động người ta thì tôi có lời khuyên mấy người như vậy đó theo mấy người nào đó mấy người chống cộng rồi mấy người gì đó mệt quá đi theo thì tôi đang chờ đó tự nhiên tôi cũng sẽ lưu vong như mấy người thôi tôi đi trước thì mấy người nói bước theo sau tôi luôn kẻ lưu vong đó luôn mấy 40 năm nay rồi đó thì làm ơn nhé có làm gì làm lẹ đi làm một làm lẹ đi cho tôi về. Thì tôi nghe mấy người hô hào lên là cộng sản, tham hà hiếp dân là ông khiếp sợ quá tôi chẳng nhắm về. Thì nhờ là mấy người là cho đất nước mình yên đi cho tôi về. Thì tôi cũng ráng đợi nha để tôi ráng sống nhưng mà tôi tới ngày đó tôi về. Trong giờ tôi cũng cảm ơn những người đồng minh với tôi. Cảm ơn.
không, là những người không đồng ý, thấy không, nhưng mà tôi chấp nhận những cái tốt và cái xấu hết. Thì tôi chúc mọi tất cả mọi người, dù nghịch tôi hay thuận tôi cũng chúc phước cho họ. Mình làm những gì đúng, có vậy thôi. Thì xin chào tất cả người đồng người Việt Nam biết tôi. Đó, người xấu người tốt. Thì xin chào tất cả nha. Dạ vâng, Việt Vision xin cảm ơn cô Huệ ạ. Việt Nam nữa, tôi cũng chấm tôi coi. Ông đưa về đó. Tôi không biết là bao nhiêu người Việt Nam ông sẽ đưa về. Ông ngồi đó mà đi bắt cản ông Trung đi. Đừng đưa những người Việt Nam về cái nước cộng sản đó. Thấy ông nói rằng người ta cộng sản á, người ta hà hiếp dân á, tại sao không cản ông lại đi? Còn đồ nói chuyện nói hùng hổ tai ngon lắm, nó cái mồm của nó nói nghe nói khác mệt á. Sống đi không có lâu đâu, đang tụi ông bà hưởng thụ đi, để cho những người trẻ người ta lo. Bên nước Mỹ này còn có nhân tài, ở bên Mỹ này á, dù một người á nghèo đi nữa Mỹ nó cũng giúp để mà đi học, có tiền nhân tài, cái giúp đỡ. Cô hồi tức gì nghĩa hả? Con nó bán đúng rồi, má nó đúng rêu. Con nó thì rêu bún. Con nấp đâu? Cho thì làm tướng, con có làm tướng luôn. Nó là không biết nhục. Cái độ cùng hoài gì đó hả? Có giúp đỡ dân không? Tôi không về Việt Nam, nhưng mà tôi biết chính phủ cộng sản có giúp người nghèo, nhưng số tiền không nhiều, nhưng người ta cũng vỡ tay người ta giúp. Còn mấy người có giúp không? Mấy người đâu có giúp dân gì đâu. Nói chuyện vô bát lên. Tôi nghe lại những cái lời nói mà tôi thấy mệt quá. Nhưng mà tôi thấy mệt vô lên ghê lắm á. Tức tỉnh đi. Rồi với người ta hả? Bởi vì rất tiếc tôi không muốn gia chạm những đứa con cái từ bên đây, cháu chích từ bên này. Tôi thấp mấy người đấy hả? Tôi hả? Bởi vì một con đồ tôi đi ra ngoài đường, cái đó là cái bộ đen của tôi. Và tôi có quyền sơn xanh đỏ trắng vàng. Tôi bố luôn ông Trung lại kêu tôi sơn trở lại nữa. Đi trong nhà tôi sơn. Từ ở ngoài bắc của tôi sơn. Ngoài cửa ngoài đầu tôi có quyền sơn. Khi nào tôi sơn có kèm nữa thì tôi làm lỗi. Còn ở gần nhà đất của tôi cầm cờ đất của tôi bố ông Tâm gì đó, ông tổng thống của nước Mỹ này ha, đến nhà tôi mà kêu tôi đẹp xuống. Bởi vì người ta không có muốn làm phiền cho tôi, thấy cái hả, tôi thấp với người đó, tôi có thể cái bởi vì tôi kẹt vào con cháu tôi đây, không, tôi không có làm thôi. Tôi bước từ nhà tôi ha, tôi bắn chết mẹ luôn, bước vô đi cái đường đó ở đó mà nên người ta đi qua bên đó người ta bận đồ rồi á đẩy người ta đi này nọ kia, đúng không, cho người ta vô tiệm, đúng, đó là đúng luật, không tiếc người khác đó có quyền. Hùng hổ luôn, cái bầy cái lũ chó ra ào không đẩy người ta ra, người ta bận áo dài, thực sự người ta đâu có thấy trường đâu, Mỹ nêu cái mắt người ta nữa. Người ta chỉ đi tới chợ đó, không thích người ta bận cái mua đen đó, thì không cho người ta vô. Người ta vẫn có thể đi một đường nữa, nhưng mà Mỹ á, nó không muốn làm phiền, cái nhục nhã quá. Tôi nói thiệt ra, tôi không chặt đám con của tôi thấp mấy người, vào đây, để mà bất cờ gì đó, hay bất cứ cờ gì tôi thích tôi để lên. Nhưng mà làm vậy là chi, để tôi đứng sau. Cái nhìn nhục quá, Mỹ nó xử hai người Việt Nam.
đến nó xử. Không thấy mình á, ngồi lên mà nói. Tôi rất là bức xúc lắm, tôi á, tôi ra Mỹ lâu rồi. Biết không, tôi nói đây nha, là tôi không cần phải người thương hại tôi hay là cái gì, không phải là tôi tham quan gì. Tôi đi xuống dưới bạn tôi ở dưới nó rủ về quê của nó ở Phước Hiệp gần Cảnh Đàn đấy. Tôi cũng từng tiếp những người Việt cộng, họ rất là nai, họ rất là lịch sự, họ nói chuyện đàng hoàng. Con bạn tôi nó nhảy dựng lên, nó đứng bắt nó, không có gì đâu bắt. Hai người Việt cộng đạp hai chiếc xe máy, hai cái súng tới nói chuyện tôi đàng hoàng, hỏi tôi lý do ở giờ xuống đây chơi thế này nào kia, có vậy thôi. Còn mấy người hả, bạn tôi đi bán theo đoàn công nghệ, có những người tướng nữa.
Mỹ chấp nhận dài và có người khoa học gia nữa. Tôi rất là tôn sùng họ. Đúng. Chỉ còn mấy người đó em ngồi đó em mới già rồi. Mấy người cứ yên thân phận đi. Đừng có lôi chơi mệt lắm. Còn mấy người bố nó chờ đợi đi. Năm Mỹ 100 sao gì đó. Không, mấy người dính đi. Lấy cái nước Mỹ này nè. Con của mấy người làm tổng thống rồi đó. Dẫn về nhà, dẫn về Việt Nam. Nước khác hay là bên Tàu gì đó. Mấy người muốn kiếm đâu là mấy người kiếm. Bây giờ mấy người lôi chơi. Không, ông tương nào á, cơ ra lĩnh cho mấy người đi qua bên đó. Mấy người nói là không sợ nữa. Không thúi cái miệng, chỉ bu bô lên. Tôi nói là tôi chờ đợi mấy người có muốn chiến thắng thì lẽ lại lên. Già lắm rồi. Tôi qua bên đây nè, cũng mấy người thôi, tôi cũng rất cảm ơn mấy người. Cũng có tham nhũng cho đó. Tôi mới qua bên đất Mỹ này. Tôi qua trước mấy người, trước cái ngày mà mấy người mà chạy như chó vậy. Mấy người không tin đấu nổi. Tôi cũng cảm ơn mấy người đó. Tôi đây là tôi đi năm 1960 chính trận. Chứ tôi quay lại tôi đi năm 71 đâu. Tôi dầm dư, tôi không muốn đi. Đi trận chiến 88, qua trận chiến 69. Tôi cũng chưa đi nữa, tôi bị hai cái trận đó rồi. Qua 70, tôi bị hỏi lại, anh tốt nên tôi mới đi. Nhưng mà tôi đổi. Cũng nhờ mấy người đó, tôi mới qua xứ người bên đây đó. Mấy người không tham nhũng đó, mấy người không hối lộ hả? Mấy người đó là mấy người không biết suy nghĩ tôi nha. Ok, tôi chưa có hối lộ nhưng mà tôi có dây thế nè. Thế có chính phủ nè, ở đất Mỹ này nè. Mấy người có không? Được cái ba đồng bạc có lâu nhau rất chốc. Đi làm hả? Không lấy thuế nữa, thôi tôi đi làm không lấy lương nữa. Nếu có mấy người có, mấy người ăn ở trong vậy mà người đầu dân ra đất dốc mà nói ông trong khi ông ra ông hỏi là được lương bao nhiêu mình nhiều người nhà thôi. Tôi đánh không có người, không có người hết á. Cái người ngoan quá. Đúng rồi, mấy người không lấy lương đó nhưng mà lâu lấy tiền của thuế má rồi, lương lộ rồi, tình nhân đồ ai hết á. Mới lộ mới đầu cùng lên đó. Cái người tốt đẹp lắm. Nói mà tôi không biết nhục. Tôi cho mấy người ghét tôi là tôi không có. Tôi biết không chí tôi nói này mấy người có người thương có người ghét. Nhưng mà đối với tôi không có phải thành vấn đề. Tôi nói những cái gì mà đúng với lương tâm của tôi, những cái bức xúc của tôi. Tôi không có bao giờ tôi lên mạng tôi nói tôi không thích chính trị. Mà tôi không biết là cộng sản là gì nữa vì tôi đã ra khỏi nước rồi. Nhưng mà tôi vẫn theo dõi, tôi coi cách sống ở bên đó làm sao. Tôi biết là những đứa khuyết tật được ở bên đó cho 450 tiền Việt Nam và người mẹ cha gì đó cho 300 giúp thêm điều đó. Cái người cho cái gì? Việt Nam cũng qua có mấy người đó, mấy người cho cái gì? Chúng có một xương nào đó. Không, người ta đó, bây giờ đó, bên Việt Nam là sao? Rất là đẹp. Mặc dù tôi không về nhưng mà tôi thấy hình ảnh bên đó. Chỉ vì tôi không dám dám đi, tôi sợ mấy người lắm. Mấy người đó đi tới nhà người ta, không? Khi người ta bắt già bắt dịch làm cho mấy người ăn trong khi mấy người đi hành quân. Mấy người thấy con gái người ta đó. Mấy người muốn, mấy người kêu mà đưa cho mấy người. Chứ còn mày không thấy là mấy người nó bị cậu. Nói vậy này thì có phải vậy không?
còn á, dịch bệnh không có. Tôi không tin dịch bệnh. Nhưng mà tôi lấy cái lẹ tôi đúng thôi, đi tôi gặp người nữa, người dịch bệnh nữa. Họ cũng không có nói gì tôi cái gì đó. Họ chỉ hỏi tôi, họ xuống chơi rồi về qua vậy thôi. Có sự sở diễn ra mà tôi đó, tôi bức xúc, tôi thấy tôi phải phân cách ra, tôi biết lòng nào cũng vậy đó, tôi cũng phải phân cách ra, giờ tôi thấy việc tạo ra cũng hoài gì. Đó là tôi nói cái sự thành thật của tôi đó. Nếu người tin không tin tôi cũng thành vấn đề, nhưng mà lương tâm của tôi và trời đất chứng minh cho tôi, chứ không phải là tôi thề để mà mấy người chứng minh cho tôi. Nhưng mà ngày nay tôi nói thật cái lòng của tôi đó, mấy người phá sản bao nhiêu lần rồi, vì bên đây mấy người có quyền phá sản, mà trong khi phá sản mấy người không có thất bại phạm, không có tiền đâu, tại vì tiền túi mấy người thôi. Mấy người cũng có hối lộ ở đây chứ đừng nói không hối lộ. Tự nhiên Mỹ ra, nó không biết cái người giết của mấy người ra, mấy người lên gian manh lắm, và chính bản thân tôi phụ thuộc tôi cũng gian manh nữa. Nhưng mà nếu mình biết đủ bao nhiêu mình dừng lại thôi. Chứ tôi không phải là tôi tốt lành gì đó. Tôi không đóng thế, tôi lậu thế. Nhưng đời con đời cháu tôi sau này nè, nó không có đồng bạc nữa để mà nó lấy lại nữa, để mà nuôi nó gì già nữa. Những người bên Việt Nam đi qua bên đây, mới tới tuổi mới lột già, đi ăn tiền già, không là một ngày, không muốn tới một bữa. Mà vẫn được ăn tiền già. Người nhấp nhai nhấp vô lên. Tôi biết là cái lỗi của tôi là tôi phải nghĩ về tương lai, con của tôi bên đây nè, cháu tôi bên đây nè. Ngày sau cuộc sống nó sẽ ra sao đây? Cái người tưởng Mỹ, mọi Mỹ nó đi có tiền nhiều lắm hả? Mỹ nó cũng nghèo chết mồ đi, nó cũng có tiền đâu. Mà có những người mà như tôi là những người nào nữa đó, thấy không? Mà không đóng thuế đóng đồ, thì lấy tiền đâu để mà do những đoạn đường xá, nhà thương, nhà đồ này nó kia, nó đủ mọi vật cách. Ngày nay tôi nói ra là tôi không phải ai mà muốn tôi nói tôi nhận nè. Nhưng mà tôi dừng lại rồi. Tôi không làm những vậy nữa. Vì em có nhân có quả. Mấy người tạo cái gì thì mấy người trả cái đó thôi. Thì là thôi không đang có làm gì làm lẹ lẹ đi. Cho tôi về Việt Nam lắm, nhờ mấy người giúp tôi đó, chiến thắng được cho tôi về Việt Nam. Ok, tôi gửi những người á, người nào đó không, hòa đồng với cái ông thủ tướng nào đó không? Không, tướng là Minh Nguyễn Quân gì đào vườn gì đồng ngũ gì đó không, tướng trai gì đó. Thì chúc mấy người được may mắn. Ok, tôi về tạm ngưng. Chị nào không cùng lên nữa á, tôi cùng cùng lên nữa, tôi nói chuyện nữa. Không, còn chị kỹ sư bị gì đó, chuyện nhiều quá rồi đó. Bệnh dịch nhiều quá rồi, nó liên nó nổ lên tôi nữa. Ok, tôi xin chào. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.